ăn đậu xanh rất là ngon, miếng đậu xanh rất là ngon, dễ ăn hơn miếng dòng xíu, dòng nó dài dài, miếng này dai vừa đủ thôi. Sốt mà các bạn hay mua để làm món bún riêu kiểu như nó bán của mấy cái hãng Sơn Phút hay nó bán các bạn, sẽ có cái loại gia vị sốt để bạn nấu bún riêu á. Bún riêu hay là cái canh cua có cái sốt đó đó, bỏ vô ăn ra vị cua rất là ngon. Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review hình của mình nha. Thì tiếp nối các CD về review cái món ẩm thực Việt Nam các bạn, thì đã có nhiều món như là mì gói thì nhiều quá rồi, bây giờ tiếp theo sẽ là những cái món như là canh hủ tiếu, bún bò, phở, ví dụ mì quảng gì đó. Thì đợt trước mình đã review bún mắm hoàng của hãng Mitchi phải không, đợt này mình sẽ quay lại một thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam, đó là thương hiệu Phú Hương, đó chính là cái món miếng trộn nha, miếng trộn sốt cua. Thì các bạn nào mà có theo dõi kênh của anh Huy Phú Hình Chiêu, mình có làm cái món miếng xào cua, miếng xào cua rất là ngon đó, cua tươi các bạn. Thì cái món này quá tuyệt vời, không nói gì, các bạn trong phạm vi và đây mình sẽ review cái món miếng trộn khô của bên Phú Hương thử coi nó có ngon không. Mà mình chỉ cần đến được tầm khoảng 50-60% so với cái tươi là đã đạt được yêu cầu nha. Đây sẽ là mình sẽ review cái món này nha, miếng trộn mì sốt cua, rồi mời cả nhà vào xem review chi tiết nha. Thế bây giờ mình sẽ review cho tiết cái món miếng trộn này cả nhà nha. Đây cả nhà xem cận cảnh này nha, miếng trộn Phú Hương nó để hành cua hoành tráng ha, miếng đều ha, lá ngòi với miếng đậu xanh ha, xài miếng bổ sung tinh bột đậu xanh nè, thấy cái bài rất là đẹp, rất ấn tượng đấy. Thì các bạn sẽ hướng dẫn sử dụng nè đó. Cho miếng và có gia vị vào, mình sẽ cho nước vào, sôi vào nha đó. Mình cho 400ml sôi, các bạn cứ cho ức lượng thôi, tại vì này là mình trộn mà, sau đó mà cho 3 phút đó, 3 phút thì mình chắc bỏ nước và cho cái phần súp sệt vào là ăn thôi. Ok, đơn giản nhưng mà quan trọng coi thử có ngon nha. Này, mình sẽ bắt đầu mình khui cái món này ra nha. Miếng trộn Phú Hương, Phú Hương nổi tiếng đó rồi, nổi tiếng đôi đời. Giờ có thêm cái miếng trộn, xu hướng giờ là đồ trộn mà ngon hơn là rồi. Nó cứng dữ gì rồi, cắt cho nó lẹ nha. Đây, miếng đậu xanh đó, miếng khô đấy, đậu xanh dễ ăn hơn cái miếng kia ha. Đây, sốt và đậu khô đó, giờ mình sẽ cho cái đậu khô vào, mình sẽ cho nước vào nha các bạn nha. Khô nó cái này hành cua đã sấy khô các bạn. Miếng lá mới hành. Rồi mình sẽ cho nước sôi vào các bạn nha, nước sôi vào cái nhà nha, là mình đợi 3 phút nha. Nước sôi nó cho qua cái miếng nào, ok các bạn ứng dụng vậy thôi, đừng được chính xác nước đâu. Rồi bây giờ trong thời gian đợi mình cho các bạn xem cái giá tiền của món này luôn nha. Đây, miếng trộn Phú Hương đâu rồi, đây 11.900 là hơi là 12.000 các bạn nha. Đó, giá có hơi trên lệch tí xíu, mình sẽ để lên Shopee của nhà nếu muốn mua sản phẩm này nha. Nó sẽ tăng và giảm tùy theo mỗi shop mà nha, tăng những vài trăm đồng ví dụ vậy đó. Miếng trộn Phú Hương 11.900 là 12.000 đó, giá cũng hơi cao, phải là cao lắm, nhưng mà có sốt là thường mấy cái sốt là giá phải tầm trên 10.000 rồi, nên mới coi thử coi đáng đồng tiền mà nha. Rồi mình sẽ chờ thêm nha, 3 phút nha. Rồi 3 phút rồi thì khui thôi. Đây nở rồi các bạn thấy không, mà miếng đậu xanh mở rất nhanh các bạn nha, các bạn lưu ý nha, đừng để lâu quá nó sẽ nở nhất, hết ngon luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ lọc ra các bạn nha, trà nó hơi hành hơi nhiều đấy. Hành hơi nhiều nha, lát phải vớt hành lại. Đó, thấy không, nó nở rất nhanh luôn. Bớt hành lại các bạn ơi. Bớt hành với cua lại nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái phần sốt vào cả nhà nha. Đây, sốt đây. Sốt đây. Mở sốt ra cho vào thôi. Sốt rồi cứ cho thoải mái đi. Đó. Chà, cơ màu phải cay vào nha. Té khói. Đã cho nhiều quá không biết sao đây, không biết có té khói không đây, mà thấy cái màu các bạn ở té khói rồi. Cái này màu dầu điều nữa các bạn,
Nhưng phải là màu ớt nha, ớt cái này chắc chết luôn á. Đây mình trộn lên mà rất là đẹp nha. Sự mấy cái đồ bên bên miếng cua á, bữa mình các bạn vô coi cái clip mình á, mình sẽ không dùng dầu điều và mình dùng cái hắc xì dầu đó, mới ra cái món đúng người Hoa, là món này người Hoa làm hắc xì dầu nha. Dầu điều hơi kỹ Việt Nam mà mình đầu hiểu cái màu là màu khác, kia thì màu hơi đen đen, này màu hơi đỏ. Có ớt rồi, mình sẽ thử cái này nha, thử đi thử đi. Rồi mời cả nhà nha. Thơm á, thử coi. Ngon cái nhà, ngon ngon các bạn. Sốt này là nêm vừa đủ luôn á, không đậm đà không cay. Mình sẽ cho hết hết sốt vô luôn nè. Con sốt nhiều sẽ đậm đà hơn, đậm đà đây là đậm vừa vị chứ không phải là đậm cay mặn hay là cay hay gì mà nha, vừa rất là vừa vị. Thì mình sẽ thử lại, mình sẽ cho các bạn cái món này cảm giác như thế nào nha. Đó, lên màu đẹp, đẹp tuyệt vời ha. Thử lại lần nữa nha. Đây đẹp chưa, ngon chưa, thơm thích tôi nha. Miếng dai dai bạn ăn được, đậu xanh rất là ngon, miếng đậu xanh rất là ngon, dễ ăn hơn miếng dòng thiếu dòng nó dài dài. Miếng này dai vừa đủ hơn, mềm dễ ăn. Rồi sốt rất là tuyệt, mà mặn mặn nè, ngọt ngọt nè, thơm vị cua. Các bạn nào ăn hay bún nuôi cua sẽ có cái vị đó, cua các bạn vị cua, do vị cua thường mấy cái món lẩu Thái hay có cái vị cua, không phải lẩu Thái mà cái sốt mà sốt mà các bạn hay mua để làm món bún riêu, kiểu như nó bán của cái hãng, mấy cái hãng Sài Gòn Food hay nó bán, các bạn sẽ có cái loại gia vị sốt để bạn nấu bún riêu á, bún riêu hay là cái canh cua có cái sốt đó, nó bỏ vô ăn ra vị cua rất là ngon, thì nó dùng cái dạng sốt như vậy luôn đó. Rồi có cái vị thơm, thơm của cái mấy loại hành này, mà hành lá nè rất là ngon. Ăn thử cái miếng thanh cua. Thanh cua này giống kiểu chả cua, tức là nó cho một cái hương liệu cua vô một cái miếng miếng chả khô hay kiểu vậy đó, kiểu bột cũng có bột hơi nhiều nữa. Ngon, ăn này dễ ghiền mà nha, tuyệt vời á. Mình không biết nước sao mà thấy món này ngon. Nếu mà so với cái món mà mình làm ăn á, món này cũng được khoảng cỡ 70% đến 80% gần giống mà. Tại món kia thì nó dùng cái thịt cua tươi không nói à. Đó, nhưng mà về cái bún mệt miếng giống tự nha thôi, cũng mình cũng dùng miếng đồ xanh luôn. Mình dùng kia dùng cái thịt cua thì nó này không bằng rồi đúng không? Nhưng mà bù lại cái sốt này ok nha. Ngon á. Sốt này không thua sốt mà mình nấu luôn. Rất là recommend các bạn ăn thử nha. Chỉ có điều á, món này á bây giờ đại thành là món cay. Món này nó không có đủ cay bạn, nó tê tê không có cay, nên món này nếu mà muốn ngon nữa phải cho thêm xíu ớt mà nha, thì sẽ ngon hơn nữa, càng ngon nữa. Theo xu hướng giờ hồi đại món gì muốn cay á. Nhà nhà đều cay. Món này không muốn cay đâu, không theo xu hướng. Nhưng mà thêm miếng ớt cay nữa, ngon nữa. Đó. Nha vậy thì đậm đà hơn xíu nữa càng tốt, nó hơi nhạt hết xíu nha, không phải nhạt nữa mà vừa vậy, nhưng mà nếu mà có những người này ăn đậm đà thì thấy này hơi nhạt, nên gia vị tăng thêm một đất nữa, thêm một tí xíu muối bột nêm gì đó sẽ ngon hơn thật sự luôn. Còn về hương vị cua là ok, diện rất là ngon, thơm, ăn vừa có thể bị cua liền đó, ngoài ra thêm bị cay nữa là tuyệt vời. Rồi nào muốn ăn thì mình để lên shop bên dưới nha, bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn cho nhà xem nha. Ok nha, bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn về cái nhà món miếng trộn sốt cua của Phú Hương nha. Món này
rất là tuyệt vời, giá cũng ok luôn nha, tầm giá 11 nhưng mà bị 2.000 hay sao đó. Đó mà vậy là bán bút sẽ biến đồ nạc đậu xanh thế dai mà cũng mềm nữa, dễ ăn mà để lâu á không nhận bị cái sốt khô vậy, ăn tuyệt vời luôn á. Món này mình cho phải 8 điểm à, tại vì nó thiếu cái vị cay, thêm vị cay nữa càng ngon nữa. Nước sốt về đậm đà nhưng mà thêm một nấc nữa thì càng ngon, càng đậm đà hơn nữa. Muốn mua người lấy link bên dưới, mua thử nghe, bảo đảm không thất vọng đâu, bảo đảm luôn. Những món nào mình review mà tầm 7-8 điểm là rất là bút nè. Đó, miếng chột Phú Hương ăn là ghiền cả nhà nha.